Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh QH Bonsai. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục trở lại với loạt video về tạo thế và uốn, tạo dáng các loại cây cảnh. Trước mắt các bạn là một cây dưới mình đã trồng trong chậu cũng được một thời gian, cũng được gần một năm rồi. Thì hiện tại dáng thế của cây dưới này mình đang muốn sửa lại để cho nó cong và nó mềm mại hơn ấy. Thì hôm nay mình đánh giá là gốc dưới này cũng tương đối đẹp. Bây giờ chỉ cần luôi tạo tay tán là sẽ có một tác phẩm chơi được, giá bình dân. Các bạn xem này, hiện tại cây dưới tay và cái dáng thân của nó đang đổ ở phía bên trái này. Đấy, thì hiện tại phần này nó đang hơi bị đơ, cho nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đấy, một phương pháp để mình lắn lại cái thân này. Nghĩa là mình sẽ cắt một lát, cắt hình chữ V ở đây đấy, cắt vào chữ V ở đây, xong mình uốn cái thân này lại. Sau đó mình sẽ tạo lại tay tán này. Mục đích là sẽ ở cái phần thân thẳng này, nó đang bị đơ, mình sẽ tạo một đường cong ở chỗ này bằng một lát cắt chữ V. Sau đó mình sẽ dùng dây thép, mình sẽ uốn ngược trở lại. Đấy, mục đích là sẽ tạo cho cây dưới này dáng văn nhân. Các bạn cùng xem nhé. Sau khi đã cưa một lát cắt hình chữ V như này các bạn này. Đấy. Hình chữ V này các bạn xem này. Đấy. Nó cắt chữ V thì mình sẽ lấy dao, mình sẽ cắt cho thật nhẵn cái vết cắt. Đấy. Mục đích này là xử lý vết cắt cho thật nhẵn để sau khi mình áp cái phần chữ V là liền với nhau thì da và phần thân cây sẽ dễ liền sẹo hơn các bạn ạ. Các bạn chú ý phải lấy sạch hết phần mùn cưa và nạp sạch và nhẵn phần da nhé. Đấy, như vậy thì cây sẽ dễ liền sẹo hơn. Đấy, làm sạch xong phần vết cắt rồi. Bây giờ mình sẽ xử lý để mình uốn cái này. Nó sẽ ép vào như này các bạn nhé.
Sau khi đã xử lý xong vết cắt này và kéo dây thép để vết cắt liền lại, mình sẽ bôi keo Mỹ Tiến vào vết cắt để giúp da của thân cây mau liền hơn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong quá trình tạo vết cắt chữ V, sửa lại cho thân cây không bị đơ cứng và bôi keo liền sẹo vào vết cắt sau khi đã áp sát. Bước tiếp theo bây giờ mình sẽ tỉa. Tay cành chỉ giữ lại những cái tay cành để về sau mình tạo thế rồi các bạn nhé. Mình sẽ cắt cái này đi. Tay cành này mình cắt đi. Đấy. Thì sau mình sẽ giữ cái này làm ngọn các bạn. Bây giờ mình sẽ giữ lại những cái ngọn này các bạn nhé. Mục đích là những cái ngọn này là nó sẽ quang hợp và nó sẽ làm cho vết cắt nhanh liền hơn. Nếu mà mình cắt trụi quá thì cây sẽ bị yếu và vết cắt này sẽ lâu liền.
môi keo liền sẹo. Ok, đây là hình ảnh cây dối của mình sau khi mình đã cắt và xử lý xong vết cắt chữ V ở đoạn giữa của thân, với mục đích làm cho thân cây có đường cong mềm mại và đơ cứng theo dáng văn nhân. Đây, vị trí xử lý vết cắt của mình đây các bạn nhé. Thì mình cũng đã tỉa bớt một số cái cành lá ở vị trí thừa và mình giữ lại những cái mầm này, mục đích là để cho cây quang hợp và nó làm vết cắt của mình nhanh liền hơn. Thì khoảng 2 hoặc 3 tháng sau vết cắt nó liền ấy, mình sẽ tiếp tục cắt tỉa tay tán và quay lại video review kết quả cho các bạn xem nhé. Thì các bạn xem nếu thấy hay thì like ủng hộ để kênh QH Bonsai ngày càng phát triển các bạn nhé. Thân ái chào tạm biệt các bạn ở những video tiếp theo.